quý vị, từ ngày 1 tháng 6 tới thì công dân Việt Nam sẽ được cấp hộ chiếu qua mạng Internet vào bất kỳ thời gian và địa điểm nào bằng các phương tiện có kết nối Internet mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai và chụp ảnh. Đây chính là một trong những điểm nằm trong đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia được Bộ Công an triển khai thực hiện. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam ở trong nước, có căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc căn cước công dân 12 số còn giá trị, có tài khoản hợp lệ trên cổng dịch vụ công chính phủ, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử chính phủ. Cục sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân Việt Nam ở mức độ 4, hộ chiếu không gắn chip điện tử. Quy trình thực hiện là công dân truy cập cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an, đăng nhập điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và thanh toán lệ phí trực tuyến. Nếu công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.